Hello, xin chào anh em. Rất nhiều anh em hỏi mình là mình chơi Liên Quân Mobile bằng máy gì mà không bị giật lag và stream game rất là mượt. Ok, thì trong video này mình sẽ giới thiệu cái máy đấy. Đó chính là máy Xiaomi Redmi Note 4X màu hồng nam tính. Video này mình sẽ nói chi tiết về cách livestream ở trên YouTube để chơi cái game Liên Quân Mobile. Còn cái video mở hộp cái sản phẩm này thì mình sẽ up sau. Mình làm video mở hộp này cũng khá lâu rồi và hiện tại thì đang up mấy cái video cũ. Up xong mấy video cũ thì sẽ up mấy video mới cho anh em xem. Sau khi sử dụng con máy này một thời gian dài thì không có gì để chê trách phàn nàn gì cả. Những ưu điểm của máy này thì các bạn để xem trên mạng thì rất là nhiều rồi, mình sẽ nói qua thôi. Đó là thứ nhất là pin trâu, thứ hai là chơi game rất là lâu nhưng mà máy cực kỳ mát luôn. Thứ ba là không bị giật lag, rất quan trọng. Thứ tư là giá rẻ. Vâng, thì cái máy này là ROM 32GB, RAM 3GB và giá của nó là khoảng gần 3 triệu. Máy ROM 16GB, RAM 2GB giờ khoảng tầm 2 triệu rưỡi thôi. Trước khi mình vào test cái game Liên Quân Mobile thì mình sẽ giới thiệu cái phần mềm để livestream trên YouTube, tại vì rất là nhiều bạn hỏi. Ok, đây là cái phần mềm có tên là YouTube trò chơi. Anh em có thể vào Play Store hoặc là App Store để tải. Đây, CH Play. Đấy thì search cái từ gaming. Đây, YouTube Gaming. Tải cái này về và cài đặt thôi. Sau đấy thì cài game. Vâng, cài game Liên Quân Mobile. Máy này thì chơi được hầu hết tất cả các game nặng nhất luôn. Nói chung game nào cũng chơi được. Và với tầm tiền 3 triệu mà chơi được tất cả các game mà không giật lag thì quá là rẻ. Ok, và chúng ta bắt đầu livestream game nhá. Ok, mình sẽ cập nhật luôn. Nói qua, trước khi livestream thì các bạn phải cần một mạng cáp quang khá là ngon. Mình đang dùng mạng Viettel đo speed test khoảng download 25M và upload cũng khoảng 25M. Thì giá của cái gói mạng này là khoảng 240.000 một tháng. Đấy, nếu mà các bạn muốn livestream không bị giật lag thì các bạn phải lắp cái gói cáp quang khoảng 20M trở lên. Ok, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở lên. Rồi, đăng nhập vào nick của các bạn nhé. Sau khi đăng nhập xong chúng ta click vào biểu tượng này. Rồi, phát trực tiếp. Còn cái này cũng ghi được màn hình nhá, quay video lại được ấy. Thì đây là phát trực tiếp, livestream trực tiếp luôn. Tiếp theo, đang để chế độ 720p. Tiếp theo, đó, chọn game Liên Quân. Rồi, đây là điền tiêu đề của video và mô tả video. Điền gì cũng được, để mặc định luôn nhá. Đó. Ok, cái này để chia sẻ lên Facebook thì không cần. Tiếp theo, cho ai thích chia sẻ, ai muốn quảng cáo giới thiệu thì tích vào đấy. Các bạn không muốn cho mọi người xem webcam thì tắt đi. Đó. Và muốn thu nhỏ cái biểu tượng này này, tại vì đây rất là to, thì click vào cái bánh răng này, kéo cái này về. Rồi, sẽ thu rất là nhỏ luôn. Đó, xong rồi trở lại. Rồi, và ấn vào giữa này thì sẽ bắt đầu ghi. Thì mình sẽ đợi một chút, đợi một lúc để bắt đầu quay. Ấn vào đây thì để tắt chat. Và ấn vào đây thì sẽ tắt tiếng. Rồi, đây là chưa quay, chưa phát trực tiếp đâu. Ấn vào thì mới bắt đầu phát. Thì mình cứ bắt đầu vào game đi rồi mới phát. Nick của mình là kathem.com. Ai muốn chơi thì add nick vào nhé. Tên lúc đầu là kathem, còn về sau đổi tên là kathem.com. Chơi hoàn toàn không bị giật lag gì cả anh em ạ. Và combo ăn tin các kiểu chả sao cả. Rồi, lúc đầu thì nó hơi bị khó ấn, thì cứ phải di chuyển để cho nó lên xuống này này, ấn cho nó dễ. Còn nếu phát trực tiếp rồi thì không cần phải di chuyển như này. Đấy. Ok, thì bình thường mình vào đây mình bắt đầu phát trực tiếp. Phát. Đấy, ấn nút giữa xong nó 3, 2, 1, phát trực tiếp. Đấy, thế thôi, rất đơn giản. Thế là phát trực tiếp rồi. Chúng ta sẽ nháy vào biểu tượng này để xem số người online. Đợi một lúc sẽ bắt đầu có các bạn chat, những người đang xem và comment gì đấy. Đấy, hiện tại không người đang xem đây, tình trạng phát trực tiếp rất tốt. Tại vì mạng trâu và mạng hơn 20M khá là trâu. Không muốn đọc comment thì các bạn ấn vào đây để tắt đi. Thường thì vào trận đấu mình sẽ tắt đi thì đánh cho nó dễ. Tại vì comment nó hiện ở đây này, nó hiện ở những mục này này. Thì khi mình ấn trưởng ấy, có thể ấn nhầm. Và buổi trưa chắc chả ai xem mấy, à buổi chiều. Buổi chiều ít người xem. Ok, thì bây giờ đánh thường thử nhá. Thử một trận luôn cho anh em xem. Vừa xem qua màn hình máy quay vừa chơi. Thế này mà thắng được thì khá là ảo diệu. Rồi, Batman đi rừng.
Đây là mình đang nhìn hai màn hình luôn, của máy quay xong rồi nhìn màn hình điện thoại. Đoạn này thì không có gì giới thiệu nhiều thì sẽ cắt cảnh thôi. Có bạn vừa comment em chơi với này thì các bạn có thể trả lời trực tiếp luôn bằng cách nói chuyện. Ok, anh đang quay video, hẹn em khi khác. Đấy, các bạn nhìn tốc độ chạy này. Đấy, 25 rồi này. Đấy, không thua kém gì bất kỳ máy nào khác. Đấy, S2 máy rất khỏe, chắc xài iPhone rồi. Thường những cái máy mà chạy nhanh này chỉ có iPhone, iOS thì tối ưu, làm rất là tốt nên chạy rất là trâu. Bình thường nếu mà không stream ấy thì phần trăm tăng lên rất nhanh, 100% rất nhanh. Nhưng mà khi mình stream nữa thì nó sẽ chậm hơn một chút. Ok, các máy khác vẫn đang chưa được 99% đây. Anh em yên tâm là chơi hoàn toàn không bị giật lag gì nhá. Tất cả những cái stream game liên quân này mình đều chơi trên máy này. Rồi. Đấy. Thế là mượt luôn, xuất trận luôn. Không phải ngán ai cả. Vâng, hai ông này vẫn đang ở trong nhà. Tăng trưởng. Chơi trên hai màn hình luôn rất là khó. Là nick mình là kthem.com nhá. Các bạn xem cái spin của cái game này. Đây, đây là 64 này. Tất nhiên là chơi qua wifi nhá. Đấy, đang có mấy bạn comment này thì sẽ hiện hết ở đây thôi. Nên đấy, nên thế bảo mình mới bảo là vào trận thì thường là tắt comment đi mà. Đây, các bạn có thể ấn vào đây để tắt này. Đấy. Vì đỡ phải bấm nhầm mấy ba cái trưởng này. Gì ơi. Úi giời, hổ báo. Hổ báo chết rồi. Thôi dọa đi thôi. Ôi trời ơi, thế thì chết rồi. Xác định. Tự nhiên xông ra, vừa quay vừa chỉnh vừa nói. Rất nhiều động tác luôn. Combo các kiểu để các bạn xem có bị giật lag nhá. Rồi nhầm. Ok, vừa chết xong thì sẽ cho bạn xem qua cấu hình nhá. Đây, cấu hình mình đang chơi đây, mắc luôn. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu cái con máy Xiaomi Redmi Note 4X khoảng 3 triệu mà chơi rất là ngon. Video sau thì sẽ giới thiệu một cái con máy mà rẻ nhất để chơi game liên quân mà cũng khá là mượt mà. Nói chung máy này chơi game thì hoàn toàn không bị giật lag gì cả. Chơi nốt trận thôi. Rồi, trận này thắng rồi anh em ạ. Gì vậy Triệu Vân? Rồi, chơi rất khó. Người đang nhìn qua hai màn hình mà. Không xông lên bừa nữa. Quá đông. Đùa. Quét sạch. Rồi. Triệu Vân chết. Rồi, hết chết luôn anh em ạ. Ảo thật mà. Test game. Rồi. Đập đi. Sống lên sao phải sợ. Rồi, ok, thắng rồi. Rồi, chết bức kêu luôn, hết chết luôn. Ok, các bạn cảm thấy video thì like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình, những sản phẩm mới nhất. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Sau khi quay xong thì muốn tắt ấn vào cái icon này. Sau rồi ấn tắt, đang có 3 người xem này. Đó, tình trạng phát trực tiếp rất tốt.
đây ấn vào vuông để tắt đi, tắt livestream đi và video sẽ được đăng lên kênh YouTube. Và các bạn muốn xóa đi thì các bạn có thể vào kênh YouTube để xóa hoặc là để ẩn view rồi đi. Rồi đây mình tắt nhá. Đó. Đấy, thế là xong. Và một lúc sau thì video sẽ được xuất hiện trên YouTube. Rồi ok. Thế là xong. Đây là đơn giản. Là video giới thiệu cái máy chơi Liên Quân Mobile mà mình hay livestream là Xiaomi Redmi Note 4 đến đây là kết thúc. Bye bye.